đâu nha. Đây chỗ rắn ở đâu ấy? Ăn chuột chó. Chỗ nào không? Ui, có tiếng chó ngoài đấy đó. Nó vào nó ăn chó à? Nó vào nó ăn chó à? Ở chuột chó này á? Ngan nhất đầy thì nó vào ăn trứng ngan trứng nhất. Đây này, qua vào xem cái đống này nào. Cái đống này nào. Ui đây ơi. Hả? Đâu? Cái gì đấy? Ui kìa. Ui. Ui, thằng chó ơi. Đâu? Chó đâu? Đây 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 đây. Ui ui, rắn nó cắn sao đây? Ui ui. Hiếu, Hiếu ơi, nhìn kìa. Nhìn rắn mê. Rắn mê chó kìa. Cho nó ra đi, gọi nó ra. Thì chạy ra xem nào, nhìn xem nào. Ui nó sợ rồi. Hay bị cắn rồi. Hay bị cắn nó sao rút vào kia nhỉ. Tiền rắn này. Ở nơi chó này, trong con đằng này có rắn không? Không biết được, hay rắn bên trong kia nữa. Ui nhìn con rắn, ui con chó khổ tội thế. Ui nó cắn mất hết đông rồi đâu kìa. Ừ. Em sẽ cho tay vào cắn em lắm. Hả? À? Không, 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 chó đâu nó cắn đâu. Con cái cây sau kìa. Chó này nó có cắn không? Cắn là dại đấy. Quan mấy chó rồi. Cây rồi. Cây chỗ con rắn bên trong nó cắn mình ấy. Thu vào nó xạ, thu vào kìa. Kéo ra đi. Công chất kéo ra nhé. Cuốn, cuốn. Nắng dưới nhỉ. Ôi, ôi đấy. Nuôi nó ra nhỉ. Em dốc ngược khi này được không nhỉ? Gọi gọi ra. Được, cái này to, cái này dốc ngược, cái này kèm bên này. Ui nhìn nó cắn này. Ui ôi, con chó thì sao nhỉ? Nó bị rắn cắn thế nào ấy? Ô kìa, con nữa kìa. Rắn cắn thế nhỉ? Hai con à? Thì sao đây? Rắn cắn thế nào ấy? Thì rắn này rắn độc mà. Ui thế bị cắn vào chân hay sao ấy? Anh thấy bị chảy máu ở chân. Ui bị cắn vào chân. Ui này, đây. Không bò rồi này. Vẫn nó đã nó kêu nó nguy hiểm nhanh. Kìa. Ui ui, tay đây kìa. Khổ lắm cái cắn nhá. Ôi à rắn à. Đừng đừng đừng. Rắn nguy hiểm đấy. Không ra nhá. Rồi con đây, con đây. Ôi khổ thân con chó đấy nhỉ. Che cho bên này rồi anh cứ vậy đi. Cầm cầm tay nó nuôi ra. Nó trong rồi nhá. Thế vậy thì nó trong đấy có rắn rồi đấy rồi. Ừ, có rắn trong đấy rồi anh ơi. Dốc dốc nó ra đi, dốc nó ra đi. Mấy cái để nó đấy bắt con rắn, bắt lỗ rắn. Trời ơi, nó trong đấy còn nó rắn trong đấy. Nó ra, nó ra rồi đây. Ra rồi, rồi này. Để em cho anh nhá. Em làm khó nhỉ. Nó móc bồ bồ. Ui này nó cứ. Để tấn này xin rồi. Ui. Ui. Cái gì đấy? Ui ngay đây này. Cái gì ngay đấy? Một con rắn nó còn rắn đây rồi. Ngay cái này. Ừ. Kìa. Cái đầu ui. Chặt đầu nó kìa. Nó này. Ui nó chặt tay vào đầu nó. Đâu? Kìa. Đây này. Nó dưới nó rồi tấm kìa. Cái khinh nó cùng ấy. Khinh nhá. Nó đấy mà bắt em khinh nhá. Đây này. Kìa đây. Cái đầu kìa. Nguy hiểm đấy, cẩn thận đấy. Nó chặt cái đầu nó. Má trong chưa? Trong ui mấy con vậy đấy? Trong đây, qua trong đây. Ui, ui, ăn gì đấy? Ui, cầm đi, cái gì nó cắn? Kẹ kẹ, cầm đi đi. Nó cắn nhỏ má. Kẹ, con chó rồi. Kẹ kẹ, con chó rồi. Đè nó, đè nó, cầm đuôi. Ba, nhanh nhanh, chạy chạy bên kia. Dư đầu con với. Ui, cầm đuôi to thế. Cầm đuôi to thế nhỉ? Kẹ đè đầu hiếu hiếu. Cẩn thận nó quăng lên đứa em. Cho nó đi. Chạy đi. Nó có quăng này cho em vậy. Ui con này cắn chết con chó rồi. Ui này. Lấy cái tay đằng sau này xong. Ừ, anh nhớ giữ đây để em lấy cái này. Ở dưới rồi. Ui cầm đi to như này. Này to phải gấp 5 lần mới con hôm nọ. Ui to chưa? Để em bóng chưa vậy. Nó có nhàng nhàng kìa. Nó nuôi đây, nó quăng nó ra đây, quăng nó cho nó động này. Cho nó động con ơi. Ui ui ui. Kìa đây các ơi. Đây đây đây. Ở dưới ơi. Nó gặp nó gặp đưa. Nó gặp con cây. Ui nó gặp cây này. Ui con này cũng to nhỉ. Đây cái túi đây, túi luôn luôn hiếu ạ. Túi túi. Đây đây đây. Giờ em thấy chặt đầu á. Ui cầm đi to chưa? Đây nhớ. Nó quanh nên phải ấn sát sát đầu đó. Được, bỏ tay. Anh cứ bỏ tay. Ui kìa kìa. Rồi. Ui à.
Ôi ôi, nó cầm đi các bạn nhé. Ui ui ui, nó lướt cái này đỏ anh ơi. Con này to nhỉ, con cầm đi nó bé tí. Nó dài, ôi, to chưa? Nó cắn chết chó chưa? Đây nha. Thằng 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 nhá. Đấy. Quả bia to thế. Ui nhìn nó to à. Là cắn chết người luôn đấy mọi người ạ. Thả chú chó ra đi, thả chú chó ra đi không? Cắn kiếm dây một vào nó không có cái này nó nguy hiểm lắm. Xuống 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 xuống, đẩy đấy ra, đẩy ra, đẩy ra. Cầm cái đẩy ra, hiếu quá, hiếu. Đẩy xuống để cho nó chạy đó. Nó cắn con này rồi. Con này yếu lắm rồi, yếu ạ. Ừ. Đi không? Thì cắn cái chân thì sao anh ơi? Chạy đi. Thì cắn cái chân rồi. Ủa, con này cũng bị cắn ở lưng hay sao kìa? Cắn rồi không? Cắn rồi ra. Không sao, không sao. Ừ. Chưa kịp cắn hay sao ấy? Chưa kịp cắn hay được. Ui, cầm gì to thế? Trên chân mày cho kìa. Này nó không thích ăn chó. Ui, con này to nhỉ? Bây giờ nô cái, phải nô được cái đấy ra đây. Để đây ra cho. Ui, nó hẳn ra đây em ơi, nó hẳn ra đây. Ui, ui, 4-5 cái đầu kìa. 4-5 cái đầu á? Ừ. Ui, đây này. Ui, rồi. Chỗ nó ra đi, con bê ra đây không? Chỗ ra đi. Hay là con bê ra đây. Con bê được con cái bê đấy ra đây. Được, bị được. Bê được. Yếu bê xong. Ui. Nào, bê đây. Nắn, 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 con xong rồi nắn. Được. Nó phi ra sau nhá. Quả chân ra được nắn, quả chân kia ra được nắn. Là cho nó thử lên đây. Nó kia đi đây không? Kìa. Đây. Ui nè. Mấy con này? Ui, nhớ biết nắm lắm. 12 đầu rồi. Ui. Nó biết kín mẹ cả lỗ ống rồi. Kín ống á? Biết kín cả lỗ ống rồi. Vừa vừa khoanh dưới này anh này. Thôi thôi thôi. Đây túi đây, túi đây, túi đây, túi xuống ra đây. Túi rồi. Có nào ra chưa? Chưa chưa có nào ra cả. Nhấn mình đó. Ui. Kinh vãi à. Kìa, nhìn kìa. Rồi. Mấy con á? 2 con. 4 con. 4 con á? Ừ, anh thấy 4-5 cái đầu kìa. Ui này. Đâu? Đây có một cái đầu. Lên đâu? Lên rồi. Đây. Đây đây. Đây mạnh hết. To rồi bên này anh ơi. Ui giời. Bên này mấy đầu? Bên này mấy đầu liền không biết. Bên này 2 đầu. Bên 2 đầu này. Đây xem. Đây này mạnh lên, đẩy mạnh lên. Đây. Nó 2 cái đầu nó đây. Lấy cái gỗ cái to kia, lấy cái gỗ đằng sau kia. Lấy cái gỗ to đẩy mạnh. Đẩy hết ra đây. Đây quá. Đun hết vào đây. Đầu này nó 2-3 đầu rồi mà. Đun hết vào này. Đun đi. Có sao? Nó có đầu ở đằng này nữa này. Cứ đùn đi, đùn hết ra đây đi. Rút mạnh đây, rút mạnh ra. Đấy. Rút mạnh đây, rút mạnh đây. Tôi cắn cái tay cối. Ra chưa, ra chưa? Nó ra, đầu con này ra rồi. Ui, dưới con 2 đầu này này. Rút mạnh đây, rút mạnh đây. Ui, làm tổ không trùng chó. Rút mạnh đây, rút mạnh đây, để nó ra nào. Ra, ra anh. Cây vào sâu phết này. Đây, Hiếu ơi. Ê, nó đây này. Ui đây này, hai đầu. Đây đây rồi, nó ra. Đây cây. Này đây này. Không đu được ra. Quấn chặt với nhau. Ra chưa? Đây đây, hai đầu ấy. Này, nhìn này. Ừ. Ê, ra ra ra. Thì túi trong túi chuẩn bị bắt ra đi. Bây giờ tôi mở ra cái cây. Cây đi yếu lắm đấy. Yếu, được. Cái bắt rắn gì? Kỳ lắm. Không đủ nữa ra đây à? Ra chưa? Quấn với nhau nè. Quấn hết vào đấy nè. Xin đủ nữa. Ui. Cái nó phải ngang. Đấy cái bé thôi. Cái sắt ở dưới đây em ơi. Đấy. Đấy. Gạt ra đã. Đấy thì móc vào sau này. Sau đấy. Thôi đủ được. Hiếu. Nó quang đủ ra đấy à? Hút 3 con. Ui, ui. Còn ra đấy. Sao ra? Để bắt luôn, béo lên. Để bắt luôn Hiếu ơi. Quang, quang cái này, lấy trong túi cho là người Hiếu bắt ạ. Qua. Một con. Này, bây giờ các bạn nghe. Nhìn này. Ui, ui, thằng ghế kìa.
Cuộn tròn ra chưa? Cắp đuôi nào. Ra chưa? Đuôi sao ra? Nó vào. Ui. Ui giời, bố mày. Ui, ui cái này nhá. Từ đây này. Ui, con trắng đây. Ôi, con rắn nó đẹp. Đẹp nhờ. Ui, bắt đen xì luôn. Một ổ luôn. Đấy cây đằng kia kìa, hiểu kìa. Ok đâu. Con này nó phun độc ấy. Những cây bé bé đấy mới nuôi ra được. Ồ, nghỉ cho bắt sao được. Đấy khéo khéo con ở dưới ra chứ. Cẩn thận nó phụt đầu vào mặt đấy. Nó phụt đầu vào mặt nhá. Phỉ nó bánh này kìa. Đấy đấy đi, không đẩy ra hả quá? Quá đẩy được bố. Đẩy mạnh ra. Một cái đầu nó, đầu này nè. Nhưng cắn nhau đây nè. Nó làm nó không khều nó ra đâu. Đấy một cái đầu nó cứ ở đây, đây còn một con nữa. Cái đầu của tụi em. Ui dồi ôi. Đấy lại, đấy lại. Đấy lại, đấy lại. Hai con ra. Chúc con. Bắt đây, bắt đây tay ra. Nào Quang, đè đè đầu con đấy, đè đầu nó bắt đi, không có nguy hiểm đó. Nó ra hết rồi. Đây cô cối, đây cối. Đè đầu ơi. Vào nhà cho nhanh nhanh, vào nó bệnh đâu. Vào nhà ông cắn đấy. Cháu ơi. Con mẹ đẻ thế này khó quá nhỉ. Chưa. Đéo đéo mua được tên chưa. Thôi để bỏ. Bỏ được. Đây Hiếu ơi. Ê, chạy ra đây. Ui, nó phải lấy được sọ quá. Chạy đi chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Để cho bò, để cho bò đi. Để cho bò hẳn ra đi. Đấy, đấy, nó mạnh. Ui. Ừ, nguy hiểm quá. Ui. Ba con. Rồi. Có không? Có con nữa. Ôi, con chó không lấy thì là chết rồi. Chết rồi hả? Con chó vừa lấy vàng vàng nữa. Ôi thôi. Nó chạy khỏe lắm mà. Thế mà chết rồi, mọi người con rắn vừa với anh em nuôi giống đây ra chết rồi mọi người ạ. Chủ nhà. Con cầm nong cắn này nhỉ? Con cầm nia. Rồi cắn chết rồi mọi người ạ. Thế vừa anh em nuôi ra con khỏe mà chết chạy khỏe lắm mà. Sao dễ chết vậy? Đâu con không? Hay con độc con chưa ngấm? Độc chưa ngấm. Đúng không? Đúng không ơi? Mà cắn gì mấy phút rồi chết rồi. Sao mà thế con cô ơi? Để đùi sang bên đấy nhá. Đấy để em đùi nó mới đấy thôi. Ôi ui, đùi đây. Chờ. Đây rồi. Đây rồi. Ôi. Nó con đấy nhỉ. Ủa, to đấy. To thật đấy nhỉ. Đây, à, cho túi đi. Này vào xem mà. Đây là con chó con được vừa đấy ở đây thì chết chết được quay các bạn. Vừa rõ ràng mình ra chạy khỏe thế mà. Cắn chết rồi. Cầm đi cắn nguy hiểm nhỉ. Chắc cứ ai người thấy là rõ chưa ngấm độc nó vừa cắn xong. Ừ. Kêu ăn không đây. Thế mọi người nhớ thế này là anh em mình bắt được bộ rắn không ạ? Nên là anh em mình kiểm tra xong rồi chỗ nào có rắn anh em bắt tiếp cho chủ nhà nhé. Con chó vừa bị cắn chết rồi các bạn. Vừa lúc anh em nuôi ở cái ống kia ra kìa. Có hai con chó nuôi ra đây chết một con rồi các bạn. Phí không cứu kịp. Nó đẹp thế là phí đi. Thôi mình chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người những video tiếp theo nhá. Chào mọi người nhá.